hôm qua lắp cho khách một chiếc Yamaha DM3 thì em có thu lại được một chiếc Mitsubishi Dynacorp CMS 1000 nhé. Dynacorp và hàng cọp luôn nha mọi người nhé. Hàng siêu cọp, hàng cọp đây nghĩa là hàng rất là mới nha mọi người nhé. Hàng dùng lướt, gia đình sử dụng không đi sâu. Gia đình sử dụng mà không đi sâu. Đây, mặt ni lông màn hình vẫn đang còn giữ đây. Còn nguyên hộp nha mọi người nhé, nguyên hộp sách vở. Con này thì phù hợp với những anh em nào thích chất âm analog, thích chất âm của Dynacorp và thích những dòng dễ sử dụng. Dynacorp thì nó có cái chất âm hay hơn CMS. Dynacorp CMS 1000 thì nó có chất âm hay hơn CMS 600 nhá. Và nó có cái nút void filter này, thì chúng ta nhấn vô nó giống như kiểu là tăng thêm cái độ ấm cho cái micro đó. Với tổng của nó là tới 14 đường in. 14 đường in 2 effect. 14 đường in 2 effect. Và nó hơn cái CMS 600 là có thêm một cái để chỉnh equalizer. Bình thường chúng ta chỉ có chỉnh loud mid và high, nhưng ở đây chúng ta chỉnh low này. Mid chúng ta có thể là tùy chọn cái tần số muốn tăng giảm ở để mid. Cái trước thì chúng ta tăng giảm mid ở CMS 600 thì chúng ta chỉ có thể tăng hoặc giảm ở cái một cái vị trí cố định, nhưng đây chúng ta có thể tăng giảm ở cái vị trí mà chúng ta muốn cắt. Equalizer ở đây thì nó sẽ cho chúng ta chọn vào master là tổng, hoặc là chọn ra đường out monitor. Ví dụ chúng ta ra đường chỉnh monitor ra một cái loa kiểm âm, chúng ta có thể chọn equalizer riêng ra cái loa kiểm âm hai effect. Nói chung là về Dynacorp thì chắc là không cần quảng cáo quá nhiều. Anh em nào mà đã có ý định nhu cầu mua thì chắc đã tìm hiểu về dòng này rồi. Thì con này là hàng Dynacorp xịn nha mọi người nhé. Bên em đang bán với giá là 38.500.000. Bao ship cho toàn thể anh em nhé. Hàng bao zin, bao xịn, bao đẹp. Gần như là không có một vết chảy nha mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu mua hàng liên hệ em Nguyên 0962 229 226. Em xin nhắc lại là số điện thoại liên lạc của em là 0962 229 226. Hiện tại hôm nay em vẫn đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp khách đến trải nghiệm âm thanh trong này. Đến chiều ngày mai khoảng tầm 5 giờ chiều mai thì em sẽ di chuyển về lại Hải Dương nhé mọi người nhé. Anh em mà khu vực phía Bắc thì có nhu cầu thì liên hệ với em để em sắp lịch cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.